Xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, vừa rồi Tanner có đưa ra những cái suy nghĩ, những cái ý kiến liên quan tới vấn đề mà muốn học hỏi từ cái thế hệ đi trước. Nhưng mà đồng thời, cái thế hệ sau, cái thế hệ của Tanner, có một điều mà chị thấy như thế này. Tại sao mà những cái tổ chức cộng đồng, hoặc là tại sao mà những người mà lớn tuổi thì tham gia nhiều hơn, mà tại sao những cái thế hệ trẻ họ rất là e ngại, hoặc là họ không, hầu như là ít tham gia? Thì Tanner có biết lý do tại sao không? Thì Tanner cũng nghe nhiều thế hệ trẻ cũng có nói chuyện, tại vì khi mà đi ra ứng cử thì cũng phải gõ cửa, cũng phải nói chuyện với lại tất cả mọi người. Thì cái thế hệ trẻ của Việt Nam mình họ không có muốn vô, ít vô cộng đồng của mình là tại vì họ thấy không có cái sự đoàn kết với nhau để làm việc, để cho tốt cho cộng đồng. Thành ra họ có sự e ngại, phải không? Họ sự e ngại, với lại nhiều khi tiếng Việt của họ cũng không có lưu loát như giống như Tanner vậy đó. Chị nghĩ như thế này, nếu mà mình có cái tinh thần phục vụ á, và mình cùng mở lòng ra chia sẻ với mọi người thì có thể là mình không có hoàn hảo đâu ha. Mình làm sao mình hoàn hảo được, nhưng mà chị nghĩ là với những người như Tanner có cái tâm, có cái ý nguyện mà đóng góp cho cộng đồng, thì thực sự cái sự đóng góp đó ít nhiều gì cũng đều được mọi người welcome, ủng hộ. Và thưa quý vị, cái vấn đề mà cộng đồng Việt Nam mình có thể là đang phát triển và tiến bộ ngày càng tốt đẹp hơn. Chẳng hạn vừa qua có những cái sự kiện mà xảy ra, những cái cuộc biểu tình mà ủng hộ đồng bào quốc nội, cũng như có những cái phong trào mà gây quỹ để giúp cho những cái trường hợp nghèo khó thương tâm. Đây là những cái vấn đề mà kêu gọi cái tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, mà Thư thấy là đây là một cái tiến triển rất là tốt, rất là lạc quan cho cộng đồng Việt Nam mình. Đồng thời có những người thế hệ trẻ như Tanner đem cái thời gian công sức đến chia sẻ, nói chuyện với mọi người và làm cái nhịp cầu nối giữa cái thế hệ trẻ và cái thế hệ lớn hơn. Ngoài cái vấn đề mà ứng cử thì bây giờ mình nói thêm chút xíu đi. Bên ngoài là Tanner có những cái hobby, những sở thích gì? Well, Tanner đi làm thường thường community service nhiều hơn. Làm những cái chương trình phục vụ cộng đồng đó, phải không? Như là đi feed the homeless. Cái như là cho mấy người mà không có nhà cửa, vô gia cư ăn hả? Cuối tháng thì Tanner hay lên City of Allen mua bánh mì, mua mấy cái rồi về làm bánh mì, rồi họ làm xong rồi họ chia cho mấy người. Họ phát ra chứ hả? Họ phát ra cho mấy người homeless. Xong rồi cũng đi animal shelter để clean up. Coi như là vừa là có cái lòng nhân là giúp người nè, rồi xong đồng thời là thương thú vật nữa, phải không? Coi như là hồi đó Tanner cũng là swim coach. Nên ai mà cần dạy bơi thì cần muốn học bơi thì Tanner cũng dạy. Vậy đó hả? Vậy Tanner có thể nói số phone của Tanner cho mọi người biết được không? Tại vì là có hai cái vấn đề. Thứ nhất là nhiều khi cần liên lạc Tanner có những cái câu hỏi thắc mắc liên quan cái vấn đề ứng cử của Tanner, hoặc nhiều khi họ cần học bơi sao? Số điện thoại của Tanner là 512-426-1636. Có câu hỏi gì thì cứ gọi cho Tanner, lúc nào Tanner cũng vui lòng để nói chuyện hết tất cả. Hoặc là nếu mà quý vị cần mà liên lạc số phone của Thư cũng được, 623-341-8835, và Thư sẽ chuyển cái số điện thoại của Tanner đến cho quý vị. Tanner, ngoài cái vấn đề mà sở thích mà đi làm những công tác hoạt động của xã hội nè, rồi phục vụ cộng đồng nè, thì bây giờ Tanner có những cái goal gì trong tương lai ngoài cái vấn đề County Commissioner? One day at a time. Gia đình Tanner có đông không? Đông anh em hay là... Tanner có mình Tanner, nhưng mà rất là nhiều anh bà con. Kiểu như họ hàng thì đông ở đây. Họ hàng thì đông. Một phần ở vùng Texas, một phần ở bên Tây, một phần ở bên Canada, ở bên Belgium. Ở Việt Nam gia đình Tanner ở đâu? Ở Sài Gòn. Khi mà chị coi những cái video trên YouTube á, YouTube nói về cái chiến tranh Việt Nam á, thì những cái video clip đó, rồi thấy những cái người mà tị nạn Việt Nam mình phải bỏ nước ra đi á, những cái hình ảnh đó nó đập vào tim mình, và nghe mình coi mình thấy lúc nào cũng rất là cảm động. Thì Tanner có cái điều kiện tiếp xúc các chú, các bác từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa không? Dạ có. Mấy người bị tù cũng có nói, Tanner cũng có nói chuyện.
Và những cái tại gia đình sau này cũng có mấy cậu cũng đi vượt biên, những cái cuộc mà trải qua thì cũng rất là khó khăn. Giống như dì của Tanner, gia đình thì hai vợ chồng với lại ba đứa con mà dì đang có bầu, và đem theo hai chị em đi qua Mỹ năm 75. Xong rồi 2 năm sau chồng lái máy bay bị chết. Chân ướt chân ráo ở bên nước Mỹ mà lo được hết cho gia đình qua thì Tanner cũng là may mấy người đó. Người Việt Nam mình qua đây mới có 43 năm thôi, mà đã rất hy sinh rất nhiều cho thế hệ như Tanner và thế hệ sau để cho mình thành công ở trên xứ Mỹ này. Nên những cái gì họ làm thì Tanner cũng rất là khâm phục và cảm ơn. Lúc nào cái người Việt Nam mình cũng rất là cần kiệm, rất là hy sinh, rất là nỗ lực cố gắng vươn lên trong xã hội. Thành ra cuộc sống của người Việt Nam mình trong cộng đồng cũng càng ngày càng tốt đẹp hơn. Thì khi mà cuộc sống nó tốt đẹp hơn về cái vấn đề kinh tế thì chúng ta bắt đầu nghĩ tới những cái vấn đề mà nó cao hơn một tí, có nghĩa là những cái đóng góp chúng ta trong cái xã hội, trong cộng đồng như thế nào. Thì con cái, cái vấn đề mà khuyến khích con cái nỗ lực học hành cho nên người là cái điều đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Và bên cạnh đó là những cái hoạt động mà trong xã hội, trong cộng đồng, mà cái cộng đồng không chỉ giới hạn trong cộng đồng Việt Nam mình không. Ngoài cái vấn đề mà ứng cử á, thì có thể là như thế nào mà cái thế hệ trẻ có thể họ cảm thấy more comfortable, cảm thấy thoải mái để tham gia những cái hoạt động trong cộng đồng người Việt Nam mình xem nào. That's why thì Tanner mới bắt đầu làm những cái gì Tanner làm bây giờ, và sự giúp đỡ của chị với lại mấy anh chị em ở trên cộng đồng Việt Nam mình, để mình ngồi nói chuyện với nhau, để mình tìm cách để mình giúp đỡ cho thế hệ sau này trở về lại với cộng đồng, và để giúp đỡ cho người Việt Nam mình mạnh mẽ hơn trên xứ Mỹ này. Cái điều đó là cái điều mà tôi nghĩ chắc cái thế hệ trẻ hoặc thế hệ già đều mong muốn hết. Cái đó là cái điểm chung mà mọi người chúng ta có thể cùng hoạt động, cùng đóng góp để hy vọng là đạt được cái goal đó, cái mục tiêu đó trong tương lai. Còn những cái vấn đề hiện tại thì dĩ nhiên chúng ta cần có những cái nỗ lực hơn nữa xây dựng cộng đồng, từ những cái việc mà tổ chức những cái hoạt động xã hội, làm sao cho các em trẻ, cái thế hệ mới, cái thế hệ trẻ có cái dịp cùng tham gia, làm sao mà các em được cảm thấy mà đón nhận với cái thế hệ lớn tuổi. Tại vì thưa quý vị, nhiều khi cái ngôn ngữ không, cái chia sẻ các em có thể là cái tâm, cái lòng có, nhưng mà nhiều khi cái lời nói không có được hoàn hảo, hoặc nó không có đúng 100% theo ý của các bác, các chú. Nhưng mà khi mà các em đã tham gia, có mặt, hiện diện và có cái ý nguyện mà tham gia và cùng mọi người làm cái việc gì đó là cái điều mà cũng rất là đáng mừng rồi. Mặc dù mình cũng mới biết nhau đây thôi, nhưng mà mình có cảm thấy một cái connection với nhau, với một cái suy nghĩ, với cái tâm nguyện là mình cho đi, chứ mình không đòi hỏi nhận lại gì hết. Mình làm sao mình đóng góp, làm sao mình trợ giúp những người khác, thì cái điều đó là cái điều mà sẽ kết nối mọi người với nhau và làm cho mọi người có một cái tinh thần đoàn kết hơn, phải không Tanner? Yeah, cái là Tanner hay nói trong khi mà campaign đó là through unity, strength. Coi như là đoàn kết là sức mạnh hả? Đoàn kết thì mới có sức mạnh. Thì cái đó là Tanner rất là believe in, cái tin tưởng về cái lời đó. Tanner có tham gia tổ chức một cái buổi tiệc để tỏ lòng biết ơn cho những cựu chiến binh Hoa Kỳ phục vụ trong chiến tranh Việt Nam. Thì cái tiệc đó là ngày 16 tây tháng 8 và lúc 12 giờ trưa ở Omni Hotel in Frisco. Và để cho cái buổi tiệc đó thành công, thưa quý vị, nó có một cái chi phí, cần cái sự hỗ trợ và đóng góp của nhiều người. Thì nếu mà quý vị muốn tham gia buổi tiệc đó, hoặc là muốn làm sponsor đóng góp cho cái buổi tiệc để đãi những cựu chiến binh Hoa Kỳ đó, thì quý vị có thể liên lạc với Tanner trực tiếp. Số phone của Tanner là 512-426-1636. Vâng, thưa quý vị, và quý vị cũng có thể liên lạc với Thư ở số 623-341-8835, hoặc là số phone của Tanner, số mấy? 512-426-1636. Xin cảm ơn quý vị đã đón nhận chương trình Câu Chuyện Pháp Luật, và hy vọng Tanner sẽ đến với chúng ta những chương trình tới trong tương lai của Tanner. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị ạ.